Vùng 3 Hải quân tăng cường lực lượng cùng Đà Nẵng chống dịch. Từ ngày 29 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân với 60 cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường hỗ trợ 5 phường thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng chung tay cùng địa phương chống dịch COVID-19. 60 cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tăng cường lực lượng tham gia giảm tải cho địa phương theo sự phân công, bố trí của Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu trên địa bàn 5 phường là Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam trong suốt thời gian thành phố kéo dài biện pháp phong tỏa cứng. Ai ở đâu thì ở đó, sau khi ổn định chỗ nghỉ. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã thực hiện 75 lượt tuần tra, kiểm soát, trực các chốt phòng chống dịch trên địa bàn được phân công, tham gia hướng dẫn xét nghiệm, vệ sinh môi trường, làm hàng rào cách ly, hỗ trợ bốc xếp 96 tấn hàng hóa, lương thực thực phẩm các loại và vận chuyển hàng hóa vào các tổ dân phố, các khu dân cư trên địa bàn các phường của quận Liên Chiểu. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp của vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đầy đủ các phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng với từng cấp độ dịch, vừa phòng dịch tốt cho đơn vị, vừa sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân địa phương nơi đóng quân, khi dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh tại Đà Nẵng. Vùng 3 Hải quân đã chủ động cử lực lượng và các đoàn công tác kịp thời cùng với địa phương và người dân thực hiện 3 tại chỗ. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là biện pháp thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống an toàn, sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân khẳng định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ của Vùng 3 Hải quân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, kề vai sát cánh giúp đỡ bà con, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt xử lý các tình huống, đồng thời chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ. Thượng tá Lê Đại Nghĩa, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 172 Vùng 3 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết, tham gia phòng chống dịch COVID-19 cùng với nhân dân thành phố Đà Nẵng là một nhiệm vụ của đội quân công tác đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ này còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh gắn với địa bàn đóng quân. Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng nhân dân thành phố Đà Nẵng phòng chống và chiến thắng đại dịch. Thượng úy Nguyễn Thanh Khiết, trợ lý quân nhu, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân chia sẻ, được phân công về quận Liên Chiểu giúp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được chia thành từng tổ để phối hợp với các tổ chức, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa, thực phẩm. Những thực phẩm thiết yếu này đang rất cần đối với người dân. Tất cả được thực hiện theo một vòng khép kín, mỗi khi có xe đến là dỡ hàng xuống vị trí tập kết, rồi từ vị trí tập kết bốc, xếp hàng cho các xe nhỏ chở đến các điểm, khu dân cư nhanh nhất. Xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy mỗi người luôn xác định quyết tâm cao, đoàn kết, trách nhiệm và khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy tắc 5K, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Theo ông Hoàng Cảnh Mẫn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngay khi về địa phương từ ngày đầu tiên, các cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc giúp nhân dân trong công tác chống dịch. Nhiệm vụ và khối lượng công việc ở các phường rất nặng nề, nhất là ở ban điều hành khu dân cư, vì dân số ở phường rất đông, gần 70.000 dân, trong khi đó lực lượng đoàn viên, tình nguyện viên trên địa bàn mỏng nên gặp không ít khó khăn. Được các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 3 qua giúp đỡ cho bà con, chúng tôi rất vui mừng. Các đồng chí xuống địa bàn rất vất vả, thực hiện nhiều công việc giúp cho địa phương, đặc biệt là bốc xếp, vận chuyển hàng từ trên xe xuống, phân chia đến các đơn vị, khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng Vùng 3 Hải quân giúp đảm bảo an ninh trật tự, vận chuyển lương thực thực phẩm, hỗ trợ xét nghiệm cho người dân trong thời gian phong tỏa kéo dài. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã có nhiều hoạt động thiết thực như vận động quyên góp, hỗ trợ hàng trăm suất quà gồm có các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, sản phẩm tăng gia sản xuất, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đó là tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ đối với bà con, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ bà con trong đại dịch, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.